xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với Cần Thơ 365. Hôm nay thì em quay lại đường Ngô Gia Tự quý cô chú anh chị ơi. Thì gần với bến Ninh Kiều chút xíu nữa, đằng đầu kia là bến Ninh Kiều đó quý cô chú anh chị. Ở đây thì có một cái điểm bán bông giấy hàng năm thì ở đây. Thì hôm nay em quay lại để review cho quý cô chú anh chị cũng như là cập nhật cái giá bông giấy và một số loại cây cảnh chúng ta có thể chơi Tết ạ. Nó thì giờ mình sẽ gặp anh chủ ở đây. Đó, năm nào anh cũng bán đây, quý vị có thể đến để lựa chọn những cái cây ở đây ha. Đó, những cây bông giấy to đẹp luôn nè quý cô chú anh chị. Em sẽ ước ngang sơ rồi nhờ anh chủ giới thiệu cũng như là có báo giá luôn quý cô chú anh chị. Rồi em chào anh Phát ơi. Dạ em chào anh. Dạ. Dạ bữa nay em có ra mấy cây mới để phục vụ anh chị em chơi Tết. Dạ. Dạ trước tiên em cũng lại gửi lời chúc đến cả anh chị em trên mọi miền chuẩn bị đón một xuân mới thật nhiều niềm vui, làm ăn phát tài. À, năm nay ra lô sớm mà anh? Dạ ra 49 anh. À, vừa năm nay thì anh có những cái loại mặt hàng nào anh có thể giới thiệu cho bà con gần xa biết dạ, không? Dạ dạ cũng có mấy mặt hàng mới nè anh. Như ở đây là có một cặp bông giấy dạng hoa lầu giấy tím á. À, cái cây này anh. Dạ, một cặp luôn anh. Ở đây có một cây nữa, hai cây bằng nhau luôn. Một cặp. Cái cây này là cao khoảng nhiêu anh? Nó cao luôn khoảng 3 mét á. Từ một chậu lên khoảng 3 mét á. Bông giấy dạng hoa lầu. Dạng hoa lầu ghim á, cây ghim luôn. Cây ghim luôn. Là cao khoảng 3 mét. Ừ, khoảng 3 mét. Tán ngang là khoảng nhiêu anh? Tán ngang là khoảng 1,5 á. Độ khoảng 1,5 á. Đài tròn đều luôn. Còn cái hoành nó khoảng nhiêu ta? Hoành nó khoảng độ khoảng nhiều không em có đo mà không quên nè. Khoảng độ 3 mét đem đo em thì sơ cho anh xem ha. Ừ, anh coi. Bông giấy dạng hoa lầu dạng lầu chú. Thằng lắc là lượng. Bán một cặp hay cặp là luôn. Bán từng cây anh? Dạ em bán một cặp nhưng mà ai anh em nào thiện chí mua một cây em cũng bán luôn. À một cây thì giá khác, cặp giá khác. Dạ. Cặp thì mình ưu đãi hơn ha. Dạ đúng rồi, cặp thì lúc nào cũng rẻ hơn. Dạ. Đây đem đồ sơ cho anh xem ha. Rồi, hoành nhiêu đây? Đây ngay vị trí gốc này là 31 nha anh chị em. 31. Dạ 31. Rồi nó lên lên được 20 25 rồi. Là nó thoát thân ra tàn. Dạ. Múa tàn ra nè. Cốt cành rất là đẹp. Cốt cành lắc đẹp. Từ dưới về anh trên luôn. Dạ. Cây không có mục không gì hết. Tàn đều. Cây ghim luôn anh. Cây ghim luôn anh. Đặc biệt cái dạng hoa lầu này cái da nó trơn nha anh chị em. Dạ nó, trơn. Da trơn. Ừ, ăn cứng nè. Thấy không? Em coi cái bông nó vô đại nó hoa tím tại nó đang lên bông nó chưa bung tím đậm lắm. Dạ. Tại nhà anh chở ra mấy ngày bị nắng quá nó thiếu nước á. Dạ. Như vậy là cây này là anh vô lưu sao anh? Cái này là để hai cây đi rồi báo giá luôn. Hai cây báo giá luôn ha. Ừ. Là hai cây giống nhau luôn không? Hai cây giống nhau luôn qua đây nè anh. Còn cây nè. Bằng nhau luôn. Bằng nhau luôn ha. Thân cũng lắc giống nhau vậy luôn. Đây. Đây ha. Cũng dạng qua lầu luôn. Cũng dạng qua lầu luôn. Là một cặp đó, cặp đôi hoàn hảo luôn đó. Cặp đôi hoàn hảo. Đây để em đo cho anh xem nha. Một cặp bông giấy dạng qua lầu quý vị ơi. Đây. Rồi giờ mình coi hoành nhiêu đây. Hoành cũng 31 luôn anh cuộc ơi. 31 luôn. Nó lên cái này thoát thân hơi cao hơn chút. Cái này thoát thân 40. Rồi 40. Thoát thân 40 lên là nó ra tàn nè. Đóng đều hết luôn, cốt đóng đều hết luôn. Dạ. Tứ diện đều luôn đó. Hồ tím à, này nó lên nè nó đậm lắm nè không à. Lúc mới ra thì nó hơi trắng xanh vậy đó rồi. Dạ. Từ nó lên hồng từ từ lên đúng rồi, hồng lên từ từ á. Rồi tại vì tán ngang chiều cao làm sao anh? Nó cũng bằng cây kia luôn anh, bằng luôn ha. Tán ngang cũng 1,5 m cao 3 m. À, tán ngang 1,5 m cao 3 m. Tại hôm nay trời lạnh quá làm bông không được, nên bông nó hơi ít. Dạ. Rồi cái này giao lưu sao anh? Cặp á, một cặp này 80 triệu anh. 80 triệu một cặp. Một cây sao anh? Đấy, một cây thương lượng anh ơi. Cây thương lượng ha. Thương lượng riêng. Ờ, một cặp này 80 triệu. Rồi còn cây nào đúng không anh? Như hai cây này là cây gì? Cái này là cây ngâu anh. Ngâu hoa màu vàng. Ngâu dùng cái bông á, mấy mình cắt cái bông phơi khô mình ướp trà uống được á. Hoa ngâu á, trà hoa ngâu á. Bông hoa màu vàng á. Dạ. Một cặp rất là đẹp quý vị. Cây này như giáng long. Giáng long luôn á. Nè, giáng rất là đẹp. Anh đo luôn cái hoành. Đây em đo. Cái này tay chị mình chở ra mình sợ nó sốc quá. À. Hoành 22 như chiếc này 22 nè. Dạ. Cây đó cũng tương đối bằng nhau luôn cặp quá. Chiều cao nó. Đây chiều cao ngay chiếc này là 105 đi. 105 chiều cao. Ngang nó 65. À ngang 65. Hai cây này tương đối bằng nhau, cây này hơi nhỏ hơn chút. Cây này cái tán nhỏ hơn chút.
Tại vì cái cây này nó còn nằm sâu quá. Cái này mình cũng bán cặp luôn ha. Cây này thì bán cặp anh ơi. Bán cặp luôn. Cây này ngay trí này nó 19 gử, gần 20 mình tính 19 gử đi. Dạ. Tính 19 thôi. Dạ. Nó tính 19 thôi. Dạ. Ở dưới còn nở. Thân chậu. Thân chậu luôn ha. Cây này rạn hết hơn cái đó một chút, tại vì nếu dạ. mình cắt nuôi lại. Dạ. Sửa cho nó bằng nhau. Cũng dán lông luôn. Dạ, bằng nhau luôn. Rồi cặp này mình giao lưu sao anh? Cặp này 6 triệu. 6 triệu. Còn thương lượng. À. Thương lượng nhẹ. Cặp 6 triệu còn thương lượng hả quý vị? Ở Cần Thơ thì mình bao vận chuyển luôn. Còn xa thì mình thương lượng. Xa thì thương lượng đúng rồi. Dạ. À. Ở đây em thấy cái bông giấy VIP của anh. Dạ, cây này là cây gốc giấy Mỹ. Mình ghép nó thành hai màu. À. Ghép màu đỏ cam với màu trắng cẩm thạch. Đỏ cam với trắng cẩm thạch. Trắng tinh khôi. Xoay vòng cái anh Thất ơi. Ở trên này đang lên nè, chuẩn bị nè, bung nè. À, vậy là ha. Cái này là cũng như nó đổi màu với anh, nó lên từ từ. Màu lúc đầu á thì nó màu hồng nè, rồi lên nó đỏ hơi, rồi cuối cùng nè, nó gần tàn nó chuyển màu đỏ đậm. À. Thấy không? À. Quá đẹp. Giống mới luôn anh. Giống mới năm nay luôn á. Còn ở trên là có màu trắng á, đúng rồi, trắng cẩm thạch. Trắng cẩm thạch. Trắng này đặc biệt á, nó có phớt hồng nhẹ nữa. Nè. À. Cây này không biết sao nó nè. Có phớt hồng. Hồng nhiều cây nhầm cây nó không phớt. Dạ. Nhưng mà cây này đặc biệt là nè, nó phớt hồng nè. À. Nè, hồng hồng nè, cánh thấy không? Rồi. Đặc biệt. Rồi xe nhẹ dùng cái nữa anh Thất ơi. Cái đế rất là đẹp quý vị. Dạ. Ở trước này nó có màu trắng nè anh ruột. Tại vì nó chưa nở kịp. Nè cái bo này màu trắng nè, thấy không? À. Rồi. Cái này mà nữa lên đủ rất là đẹp. Rồi. Đây. Thân màu gì? Gốc không tì vết luôn. Cây rất là già. Quái. Đo thử thông số cái anh Phát. Đây để em đo thông số nè. Đây ngay vị trí này là 60 đi anh chị em. Rồi tính 60 ha. Tính 60, gần 61 luôn, tính 60 đó. Dạ. Keo đó. Keo này là 44. Rồi 44. Cây này dạng cây quái bởi vì hoành nó không có đồng nhau. Dạ. Ở trên là 43. Rồi. Ngay vị trí này 43. Rồi. Rồi. Chiều cao đem đo cái chậu nằm trong mấy nha. Rồi, đo cái chậu đi. Chậu hình chữ nhật ha. Dạ, chậu hình chữ nhật. À, chiều dài 56. Dài 56. Chiều ngang 46. Rồi, cái này thùng chậu lâu chứ anh? Thùng chậu lâu anh. Cây này lúc qua cây phôi là mình trồng chậu này luôn á, tới thành phẩm luôn á. Chiều cao ngay vị trí này là 75 anh chị em. Rồi. Tổng chiều cao đó là 95. Rồi. Tàn ngang nha, tàn dài vị trí này là 1m. 1m. Tàn ngang là 70. Rồi. Nó hơn 70 đó, gần 75, tính 70 đó. Cây rất là đẹp với cô chú anh chị ơi. Đặc biệt cái cây này em sửa về anh em về, anh em khỏi sợ. Khỏi sợ nó siết, thấy không? Nè. Em sửa cái này nè, em chỉ này chỉ đỡ rồi. Lúc trước đã có sửa quắn lần rồi, nó có cành á. Hiểu không? Cái mình cắt ra mình sửa lên gì mình đỡ đi thôi. Anh em về chơi là khỏi sợ nó siết nữa, thấy không? Dạ. Về chơi đi sau này nó siết, cắt dây này bỏ. Cắt dây rút bỏ nè, rút lại cái bình. Không sợ siết ha. Đúng rồi, không cho siết. Rồi cây này mình giao lưu sao anh Phát? Cây này giá 17 triệu anh. 17 còn triệu. Còn thương lượng nhẹ. 17 triệu còn thương lượng nhẹ. Anh Phát đọc số điện thoại lại giùm cái anh Phát. Dạ, số điện thoại em là 077 99 33 229. Anh Phát Cần Thơ ha. Dạ, Phát Cần Thơ. Rồi, ở đây em thấy có cây bông giấy này. Hoa siêu to, giấy hồng hoa giống mới. Hoa hồng. Hồng giống mới hả? Ừ, giống mới. Wow. Hoa nó to. Đây đem cắt cái bông cho anh so sánh nè. Dữ lắm, nó to luôn. À, so sánh luôn ha. Nè, đây là cái hoa nó nở lúc mà sắp tàn nè, mới lớn nè. Mà đưa cho cái hoa này thôi. Nó chia bằng không được nè, một cái cánh nữa. Hoa giấy siêu to. Màu hồng ha, ngộ ha. Đúng rồi. Đo anh đo chiều cao nó. Rồi đem đo chiều cao cho anh xem. Đây chiều cao đó là 80. 82 mà tính 80 nha. À. Cây này gốc là gốc với Mỹ á. Gốc với Mỹ mình ghép chứ anh. Đúng rồi, tán ngang nó là 80. Rồi. 80 tròn đều đi. Dạ rồi. Cây này rất là đẹp. Cây này dáng rộng rất là đẹp nha anh chị em nè, thấy không? Ừ. Cây hồi đầu rất là đẹp. Ồ. Dáng đẹp luôn quý vị ơi. Dáng đẹp luôn. Cây là chậu mấy anh? Đây để em đo cho. Cây này ha, cây này nó nằm chậu 4. Chậu 4.
chiều cao tổng tàn nãy đo như chiều cao tổng nó là 1 mét á. Rồi gốc rất là đẹp nè, gốc già không có một gì hết đâu nè. Nãy đo hoành sáng sáng chưa đem đo này. Ngay vị trí này nó là 27 anh chị em. 27 này 27. Dạ. Cái này nó dạng cái quái, cái eo trên nó được 13 anh chị em. Dạ 13. Cây rất là đẹp dáng nè. Cây dáng hồi đầu rất là đẹp. Này gốc với Mỹ nè anh chị em. Này gốc này là lá nhỏ nè. Quá trời cái hoa nó to đẹp. Cây không to đẹp, dáng cũng đẹp nữa ha. Rồi cây này mình giao lưu sao anh Phát? Cây này giá 3 triệu thôi anh. Giá 3 triệu. Ship sao anh? Ở khu vực Cần Thơ thì em bao ship. Ở xa là thương lượng. Rồi. Ở đây thấy có mấy cây mai đẹp quá anh. Dạ có mấy cây mai, cái này cây mai mai quấn. Mai quấn. Ở ghép, bên đây ghép thấy, 2 mùa rồi. Có đây có cây bạch mai. Cây bạch mai. Mai muốn điện á. Bạch mai hình gốc thú. Gốc hình thú luôn ha. Dạ. Xây nhẹ em quay đồn em đem lên đồn dành sạch. Một cây bạch mai miếng điện. Đế nở rất là đẹp. Dạ đang buộc anh em này bưng lên với ta nè. Rồi. Rồi. Rồi nó này quay hoành tráng luôn. Bạch mai miếng điện á. Đúng rồi, mai miếng điện. Vậy là bạch bông mai, màu trắng. Mai trắng đúng rồi. À. Mà lá cẩm thạch. Bông trắng lá cẩm thạch. Đủ rất là nhiều nha quý vị. Đây. Đây những bị nở nè anh chị. Đây những bị phát lộc á. Dạ. Sao vàng nhẹ nhẹ đó. Đây, những cái bông nó chùm vậy đó. Chùm đúng rồi. Mỗi một cái nụ là 4 5 bông. Nè. Anh cho em xin thông số cái rồi. Đế đẹp ha. Đế đẹp, đế đều luôn anh chị em. Đây này là cái bệ anh chị em, ngay vị trí này là nó 75 anh chị em. 75. À, đo tới dưới chắc hơn quá. Kệ tính 75 thôi. Dạ. Ngay vị trí cái cũ đi, ngay vị trí này là 43. 43. Cái hoành ngay vị trí này là 28. 28. Chứ dưới đây cái eo nó là như 29. Dạ. Nó giót ngọn luôn anh chị em. Thân chính nó là được 39 nha anh chị em, rồi. Thì dưới lên. Chiều cao tán ngang anh. Chiều cao từ một chậu lên là 80. 80. Cao tổng thể là 1 mét. Dạ. Tán ngang ngay vị trí này nó là 65. Dạ. Tán bay ra 75. Cây quá đẹp anh chị em, gốc nè. Thú ngồi. Bốc mai miếng điện với cô chú ơi. Rồi cây này mình giao luôn sao anh Phát? Cây này giá 15 triệu anh. 15 triệu. Còn thương lượng nhẹ. Còn thương lượng nhẹ ha. Rồi còn cây nào giới thiệu với quý cô chú anh chị nữa không anh ơi? Còn anh. Đây với còn này. Đó. Đây mai quấn. Ở đằng kia hả anh Phát? Ờ đằng này đây kia. Cây bay này đi. Cây bay với cây miếng hồng. Mình chưa quay không? Rồi bông trang mỹ hồng. Bông trang này trang mỹ hồng á. Bông rất là đẹp quý vị. Cây này thường chậu lâu lắm rồi. Nè, nó ra từ mới nè. Dạ. Cái này mình để đây mình nuôi đây cho tí muốn để luôn anh em để lên nữa vô dây dặn lên đi cấp 2 lên đây. Dạ. Chi cành nó đi dây ha. Rồi đi dây thần hết rồi. Đó, coi cái đế cái. Cái cũ của mình cũ á, ngay vị trí này nó 39. 39. Ngay eo này á là nó 20, chút dạ. Trên chút 19. Dạ. Mình dài nhập cáo lên nhiều 19 thốc thân anh chị em. 19 nó ra hai thân mà ngọn dạ. Kéo hai bên sắp liền hết luôn rồi. Dạ. Tàn đều ro luôn. Tàn ngang nó nhiều anh với đây anh nắm này mềm cái đây nè cái răng mí nè. Rồi dính đi tới cái răng mí vô trong đi. Rồi tàn bay nó ra là 130 m3. Dạ. Tàn ngang là 85, 90 đi. 85. Ủa dữ lắm nhiều luôn. Phải phải. Dạ. 1 mét lận. 1 mét. 1 mét với 1m3 đó. Dạ. Tàn ngang 1 mét, bay 1m3. Dạ. Mỹ hồng hoa lúc đổ hoa rất là phê anh chị em ơi.
này đợt này tại vì em làm hơi trễ bông, trễ hoa. Bông nè. Đang lên là Tết này cũng có vài cái hoa chơi này nè, đang lên nè. Đang lên đúng không? Tại lạnh quá làm không kịp. Dạ. Nhà đây cũng đang bung lên nè thấy không? Mình bán là chung với cái chậu luôn. Đúng rồi, chung chậu luôn, chậu này là chậu Bát Tràng. Này là chút cút, chậu Bát Tràng. Dạ. Gốm Bát Tràng á. Như vậy là chậu này mình giao luôn sao anh Phát? Cái này là cây này 14 triệu. 14 triệu. Thương lượng tiền ship anh cho em. Dạ. Chậu này đem đo chậu cho anh em xem. Chậu này phú bì 50. Rồi. Chiều cao của chậu là 35. Dạ. Còn cái cây bông giấy này rồi là cây giấy này là cây ba màu anh. Cái gốc này là gốc ca bồi. Ca bồi này cái gốc nó giống này nè. Là ca bồi xưa á. Hoa đậm. Giống này đặc biệt, giống này hoa đậm anh chị em. Nó có hai loại lên, loại hai nhạt hoa đậm. Dạ. Thấy không? Này là hoa đậm. Còn cái cẩm thạch này. Cẩm thạch này là cẩm thạch màu tím. Màu tím á. Tím này đây nè, ở trên đây, có đây, nè. Phải không? Này này nè. Thấy không? Màu tím. Đây. Đó. À, vậy là cái này nó được ba màu lận. Còn màu. Ở sau còn màu hồng nữa. À. Anh. À, rất là đẹp quý vị. Ở sau nè, trong đây nè. Ở trong á anh coi còn màu hồng trong nữa. Hồng cẩm thạch nhìn rất là dễ chịu nha anh chị em. Ờ à, đây ha. Nó hồng nè. Hồng hoa rất là đẹp. Ờ. À, nó có mấy cái ờ à, có nhị trắng nữa, nhị bung nữa nở ha. Hết cái ra nè, thấy không? Nở cái à, nhị ra đẹp lắm. Nhị ra. Nhị trắng. Rồi đem quay cái thân cái coi. Ừ, cái thân dáng bay rất là đẹp. Ừ. Thân dáng bay luôn quý cô chú ơi. Thân lắc dáng bay mà thân lắc. Thường chậu lâu năm lắm mày. Lúc cây phôi làm trọng chậu này tới thành phẩm luôn. Okay, cây này khỏi sửa luôn, cây này dạng mình cắt tự nhiên đó, thấy không? Dạ. Khỏi sửa, cốt cành tự nhiên, thiên nhiên luôn. Dạ. Nè, cái đây nè, em chỉ anh cái bông màu tím nè. Đây cái bông màu tím nè. Đâu anh? Nghe nhăn con cái em nè. Nè, à, nó liền hết rồi nè, nè, đây là cái bông màu tím nè. Dạ. Nó liền như cái gin luôn rồi. Rồi. Ghép 3 mùa đó. Dạ. Cây này, cái hoành nó là nhiêu anh? Anh đo thử đi. Đây ngay vị trí thân là nó được 45 anh chị em. 45. 45. Nó đây nó có nó đang lên lên cục nu nè. À. Cục lọc nè, đó không? Dạ, rồi. Để dưới nó còn nó ra tại em chưa môi đó, trồng lúc trồng bây giờ. Cái này là bao hàng anh chị em là cái gốc này, cái cây chứ không phải cái nhánh cấm anh chị em. Dạ, rồi. Cái gốc luôn á. Đúng rồi. Dạ. Bao hàng luôn, dáng này quá trời đẹp. Cái gì, nó dài như anh, cái chiều dài á. Dài nó đâu khoảng 2 mét quá. Làm coi coi. Đây là mét rưỡi nè. Đâu coi mét rưỡi nè. Chắc là khoảng 2 mét. Khoảng 2 mét ha. Độ khoảng 2 mét đi. Tầng ngang nó độ khoảng 1 mét 2. Dạ. Độ khoảng 1 mét 2. Chiều cao nó là độ khoảng 1 mét rưỡi. Dạ. Cây này vô luôn sao anh Phát? Cây này thương lượng đi anh. Thương lượng ha. Dạ, giá thương lượng. Dạ. Còn cây nào nữa anh Phát ơi? Rồi được anh. Vậy ha. Dạ, dạ. Vậy chào bà con cái luôn anh Phát. Rồi. Rồi cuối clip em cũng xin chào tất cả anh chị em bà con trên mọi miền, gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị em. Anh chị em cũng nhớ xem kênh và like và chia sẻ cho. Đọc số điện thoại lại cái số điện thoại em là 0779933229 em tên Phát. Rồi Cần Thơ 365 cũng xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa. Kính chúc quý cô chú anh chị xem rất vui vẻ và chọn được cây ưng ý ạ. À.